Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Hiền Lành tiếp tục lên một mẫu sản phẩm nữa cho quý khách tham khảo. Đây là mẫu hoành phi hàng liền khối bằng chất liệu gỗ gõ đỏ nhập khẩu từ Nam Phi. Đây là bức hoành phi liền tấm liền khối dài 2m17, rộng 6-7. Chúng tôi đục nổi lên 3 phân. Và chưa kể cái phần chắp ghép thì mẫu này là mẫu hoành phi lồng cuốn thư, được chúng tôi thi công theo cái mẫu là hai bên chúng tôi chạm long hóa mai và bên trên cuốn thư thì chúng tôi chạm chim điểu, và trong lòng cuốn thư thì chúng tôi chạm ba chữ là Đức Lưu Quang, phía dưới cuốn thư chúng tôi chạm hoa hồng. Đây cũng là mẫu mà chúng tôi vừa mới ra. Chúng tôi làm hàng này là hàng liền khối, phần khung là chúng tôi cũng làm liền luôn, không phải là nong khung như các cái bộ bình thường trước. Đây cũng là đơn đặt hàng của khách hàng rất là VIP tại Hải Phòng. Câu đối thì chúng tôi đang thi công, trong clip sau tôi sẽ giới thiệu, và đơn đặt hàng này sẽ được sơn son thép vàng. Tôi xin nhắc lại là bức hoành phi này là bức hoành phi liền tấm không ghép, dài 2m17, rộng 6-7, hàng liền khối. Xung quanh chúng tôi đục tứ quý. Đây là cùng trên một tấm ván, thì đằng sau chúng tôi sẽ lắp 5 chiếc thang én. Quý khách ưng mẫu sản phẩm này, quý khách hãy liên hệ chúng tôi qua hai số điện thoại 0986883349 hoặc 0985226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật các cái video mới nhất về đồ thờ cúng. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các cái video tiếp theo. Xin cảm ơn. Trong clip sau chúng tôi sẽ giới thiệu cái phần sơn son thép vàng. Quý khách hãy nhấn vào đăng ký kênh để theo dõi tiện hơn. Xin cảm ơn.